Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại trở về vườn cam nuôi của mình. Cái lúc trước mình đã chia sẻ với các bạn về tưới Antolix cộng với nâng âm thao cho cây khi đang rã lá. Thì sau một thời gian cây từ mình tưới thì lá hôm nay lá cam của mình đã được bánh tẻ như này. Thì vào thời điểm này mình lại bón thêm cho cây cam của mình một lần phân hữu cơ. Phân như này thì đảm bảo cây sẽ khỏe và cây đầy đủ chất dinh dưỡng để cho lộc sau ra được đều và đầy cây hơn. Và đây là bì phân mình mua. Bì phân này là nằm mình mua ở cửa hàng thuốc sâu phân nâng. Thì đây là công nghệ của Nhật Bản các bạn ạ. Cái phân này có tác dụng là cây ăn từ từ và không hại cho rễ, bởi vì cây của mình tầm này bộ rễ nó chưa chưa được già nên mình rắc phân hữu cơ. Còn đây là mác hướng dẫn in tiếng Việt để các bạn đọc. Và đây là viên viên phân. Khi mình rắc như này thì cây sẽ ăn từ từ, không bị sốc và bộ rễ được đảm bảo. Tầm này cây của mình vẫn còn nhỏ nên các bạn cứ rắc một sào là một bì. Một bì này là có 15 cân các bạn. Còn nếu mà ruộng của các bạn một sào mà cây to hơn cây của mình thì các bạn nên rắc 2 bì rưỡi, bởi vì phân này là trong thành phần của phân là nó có trộn hết các chất chống hại nấm rễ và tan từ từ. Thì các bạn cứ rắc trực tiếp luôn vào gốc cũng được, không cần phải rắc ra ngoài bầu làm gì.
xin dừng clip ở đây. Chúc các bạn chăm cam đẹp. Các bạn nhớ like cho mình. Cảm ơn các bạn.